là gì? Hình ảnh một chú khỉ tưởng chừng như là không có giá trị nhưng mà lại bán với giá 10 tỷ Việt Nam đồng dưới định dạng NFT. Hay là cuốn sổ này làm thế nào để mình bán được với định giá cao nhất? Đó là mình sẽ bán nó dưới định dạng NFT. Vậy NFT là gì? NFT là viết tắt cho Non-Fungible Token, là token không thể thay thế. Đây là một loại tài sản số được phát hành và ghi nhận trên blockchain. Hầu hết các nội dung kỹ thuật số từ trước tới nay đều có khả năng tái sản xuất vô hạn. Nhưng với NFT thì khác. Mỗi tài sản sẽ có chữ ký số riêng biệt. Và mỗi token NFT được đúc ra sẽ có một mã định danh riêng và thuộc về một chủ sở hữu duy nhất. Nhờ vậy mà NFT được ứng dụng nhiều trong việc xác định quyền sở hữu độc quyền đối với các tài sản là các tác phẩm nghệ thuật. Những người đầu tư NFT thực chất là họ đang mua bán một tệp kỹ thuật số đã được mã hóa và xác nhận quyền sở hữu. Thú thực mà nói thì NFT trong một năm trở lại đây nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Vậy bạn đã sở hữu cho mình NFT nào hay chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Hãy like và subscribe ủng hộ kênh MGNATM nhé.